Ok luôn anh em, tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu game cho hai con assassin, trong này có con ốc anh em ạ. Có khi nào là chơi assassin không nhỉ? Đã bao lâu tôi chưa chơi assassin. Để xem đồ nó thế nào đã, nếu mà đồ nó ngon có thể chơi assassin. Cái gì đây? được đấy anh em ạ. Có con ốc. Ốc này có một cặp rồi. Có con sao breaker với ốc một cặp. Rất dễ là có thể là lên được 2 sao đây. Lên được 2 sao sớm đầu game là chơi chuỗi thắng luôn ấy. Ác chiến thật đấy. Chơi như này là ngon đấy. Đầu game như này là rất ngon đấy nhá. Ốc với sao breaker là những cái con rất mạnh dạng đầu game. Mà con ốc là cái con mà giai đoạn đầu nó mạnh, giai đoạn giữa nó yếu đi một chút, nhưng mà giai đoạn cuối game nó cũng rất mạnh đấy nhá. Cuối game ốc có rất mạnh đấy. Chỉ với một cái con ốc 3 sao thôi là có thể đánh ngang kèo, thậm chí là còn hơn với một con Sailing Assassin 2 sao. Nó là cái chuyện quá là bình thường luôn. Đồ nào? Đồ bằng tay à? Ui dồi ôi anh em ơi, được quá. Ra ốc rồi này. Ốc lên 2 sao rồi ấy hả? Dã man thật sự đấy. Đùa chứ bình thường đen bây giờ ra ốc 2 sao sớm không quen anh em ạ. Bình thường là cứ phải là tích bài một lúc rồi nó mới lên được. Bây giờ làm phát đánh chuỗi thắng luôn từ đầu rồi, thế dã man quá nhở. Được đấy. Thế này là lại 100% máu đến hết game rồi anh em ơi. Ủa. Rao sau cứ cho tôi thêm một con xin nữa nhá. Một con xin nữa, một sao breaker lên 2 sao xin nhẹ nhàng thôi. Thế có tham quá không nhở. Thế thì nó lại hơi tham quá. Thằng này có 2 bit rồi này, nhưng mà tôi ốc 2 rồi. Ốc 2 tôi còn ghép đồ rồi cơ mà. Mạnh lắm anh em ạ. Con ốc này đầu game, con nào ăn được con ốc nhỉ? Đầu game thì chắc chỉ là Heaven Bomber Blink thì may ra mới có cửa ăn được. Đâu, assassin đâu? Trời ơi, chưa có assassin anh em ạ. Nó lại ra kiểu gì này? Ra bài kiểu này thì hơi sợ ấy nhá. Từ từ đã, xem nào. Ha, đánh 9 xin nhỉ. Này đánh có ảnh phẫn lộ này là chơi 9 xin cũng ngon này. Rồi cứ từ từ đã anh em ạ. Hay là Greater, ờ Greater cũng được. Ảnh phẫn nộ ở trên Greater cũng được. Thực ra tôi chưa biết chơi gì. Từ từ đã anh em. Đồ này thì cứ chốt đồ đánh tay đã anh em nhá. Còn tính sao, Greater thì sói xếp các thứ là cũng được đấy. Đấy Greater sói à? Không. Đấy rồi, 3 assassin đây rồi. 3 assassin vào. Ok. Beat này. Từ từ nhá. Rất nhiều cái sự lựa chọn ở đây. Chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. 9 assassin. Chơi beat. Beat kẹp assassin cũng mạnh luôn. 6 beat kẹp với cả 3 assassin. Chơi tạm con ốc xong tí lừa kiếm con cáo vào. Sáu beat 3 assassin. Chơi ở level 9. Chơi level 8 được không nhỉ? 6 cộng với cả 2 không đủ, chơi 9 nó mạnh. 6 bit cộng với cả assassin ấy, 3 assassin thì nó sẽ phải kẹp thêm cái cọc nữa nó mới đủ mạnh được. Chơi ở level 9. Lên 10 thì nó sẽ là Kira. Kira ở level 10. Ây da. Được đấy nhờ. Đùa, thề luôn. Ô, mà hình như là cái con thần chết nó vừa cười với tôi đấy à? Phải đái thật. Thôi bạn ơi. Đùa. Đừng cười nhá. Cảm giác như là tôi chơi cái trò này nó kiểu được nhà phát hành nó độ ấy. Không biết là có bị nhận nhầm làm con cháu gì không, nhưng mà trông dã man thật sự ấy. Thôi cái tầm này chắc là khả năng cao 100% máu đến hết game mất anh em ạ. Tôi thực ra tôi không có mấy cái con mạnh ở đầu game, tôi vẫn có chuối. Thì anh em biết là bây giờ tôi có những cái con mạnh ở đầu game như này, lên 2 sao sớm như này thì khả năng giữ chuối là rất cao. Làm gì có cái thằng nào nó cắt được chuối của tôi đâu.
Anh em yên tâm, tôi mà một khi mà tôi đã được đánh chuỗi thắng ấy, tôi có tiền là chắc chắn là cái chuỗi này tôi giữ được. Ủa đây rồi, càng quá nhờ, thề 4 bit luôn. 4 bit đây, 4 bit 3 assassin. Lên 8 là 6 bit 3 assassin. Lên 9 là 6 bit 3 assassin kẹp cọc. Ủa ôi, đỡ làm sao được các bạn ơi. Nhưng mà cứ từ từ đã anh em ạ. Từ từ đã, chưa biết. Bây giờ nhá, tôi chưa cho 4 bit vào vội. Cứ giữ hai con chó sói đã anh em ạ. Để bọn nó đẻ đệ, đẩy cho nó nhiều. Đấy, mấy cái thằng Eco cứ liệu liệu thần hồn. Ác thật, ác kinh thật đấy. Chứ đây là có lắm quyền sinh sát rồi anh em ạ. Đánh như này là lắm quyền sinh sát rồi. Bây giờ là cứ có những con nào đẻ cho vào, nó đẻ nó nhiều đằng nào thì tôi cũng sẽ phải xả tiền. Dì mạnh lên cấp. Up cấp cho lên 7 sớm đó. Ấy, ui, cứ mua ra, ô kia, đẻ, ui, không kịp đẻ. Đùa, đẻ phát lửa là mất thêm 2 máu rồi đấy. Sói làm anh thất vọng quá. Để một slot cho, cuối cùng lại không đẻ được, chán đời. Ui, đang có chuỗi này. 4 đỏ kẹp sói à, ui, quá đơn giản để có thể ăn được. Anh em ạ, quá đơn giản để có thể ăn được luôn. Gặp round này là ăn được tốt. Còn không thì là đợi đến round 11 là tôi sẽ up cấp lên. Level 7 tôi kẹp 4 bit vào. 4 bit được. Ở level 7. Thực ra bây giờ cũng kẹp 4 bit được ấy. Bỏ 3 assassin đi. Đấy, bỏ 3 assassin đi kẹp 4 bit nhưng mà yếu hơn. Yếu hơn anh em ạ. Yếu hơn, để này mạnh hơn. Ôi, thế vậy là gặp cái thằng đấy ở round sau rồi anh em ạ. Được đấy. Hay quá nhờ. Now, one step away from completing my revenge. Gặp thằng đấy ở round sau chắc chắn ăn được. Chắc chắn là ăn được. Why walk when you can fly? Rồi. Để gấu câu tạm một round thôi anh em ạ. Có ra con gấu assassin thì chơi, chứ còn không thì tôi cũng sẽ bán đi thôi. Round sau. Đây nó gọi là câu tiền. Đấy, ví dụ round sau ra một con gấu đá hoặc là một con gấu mết thì tôi có thêm 3 đồng, sau tôi bán đi. Cho bạn cơ hội đúng một round rồi đấy. Để có thể ra là cái con gấu mà tôi mong muốn, đấy chính là con gấu assassin. Nhưng mà như thế là nó dễ quá nha anh em nhỉ. Trời, bây giờ mà ra gấu assassin thì các bạn đỡ thế nhau được, khả năng cao đấy. Nhưng mà thôi, mình là người có tiền mà, nên là mình có quyền. Cứ vào đây câu một round thôi, có vấn đề đâu. Ra được thì ra được cái đánh chuỗi thắng nó còn đến hết game luôn. Còn nếu không thì thôi, đánh từ 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 tốn. Ghép được cái gì không? Cướp điên. Chị assassin ghép cướp điên ngon rồi. Ok, 4 bit vào đã. Tôi chỉ được chơi con gấu đến một round thôi mà. Không ra được thì thôi, không có cơ hội để chơi nữa rồi. Rồi, sự ghép cái cướp điên thôi anh em. Bộ này là chúng ta sẽ phải chơi cái cướp điên giai đoạn late game solo. Và khả năng là nếu mà chơi co là bằng cáo hay bằng ốc thì cướp điên nó là một cái món đồ rất ngon. Nó chỉ có kém sau cái món đồ Kira thôi, nhưng mà chưa chắc đã phải chơi Kira. Cứ từ từ đã. Tôi còn đang nghĩ cái việc là tôi sẽ chơi cái bộ bí kỹ anh em ạ. Anh em nhớ không? Anh em nhớ cái bộ bí kỹ không? Lâu ngày chắc là anh em quên hết rồi. Rồi, ok, để xem nào. Tôi nghĩ là ăn được thôi. Ui rồi, cái con ách nó hú tôi kìa. Nhưng mà không ăn thua, hú được có mấy giây nữa mà. Khỏe lắm. Làm sao mà có cái là cái cửa nào mà ăn được luôn. Không có. Thằng này nó biết là không thể ăn được, nó cũng chả up cấp lên. Rồi. Chơi beat hay là chơi assassin đây? Nếu như mà bây giờ mà ra con cáo sớm thì tôi sẽ chơi 6 beat. Còn không thì tôi sẽ chơi cái bộ bí kỹ assassin. Assassin tối thượng. Đấy, lâu lắm rồi chưa chơi bộ đấy. Ok. Một trong những cái bộ rất khỏe luôn.
Để xem là có cái cơ hội để chơi bộ đấy không. Bộ đấy chơi bằng con ốc rất ngon nhá, rất khỏe đấy. Ây da, lại ấy rồi, lại Witcher này. Witcher kẹp gấu à? Ôi tôi chết tôi rồi anh em ơi. Ui nó mạnh thế nhở. Tôi chết mẹ, mất chuỗi luôn này. Ui giấy ơi, cái kiểu gì không biết. Witcher kẹp gấu này. Vãi đài ạ. Cái chuỗi thắng 100% máu đến hết game của tôi. Ui giời ơi, chán thế nhở. Đùa thật. Ủa, vãi đài. Sao bọn nó mạnh thế kìa. Anh em nhìn kìa. Ui vãi đái thật đấy. Nhìn mẹ thằng nào cũng mạnh luôn ấy. Nhất là cái thằng GG Hùng kia. Thằng GG Hùng kia nhìn trông bài to quá nhở. Có thằng cũng assassin beat biết các thứ ở dưới ấy kìa. Thế thì cũng mình cũng không phải là quá mạnh đâu anh em ạ. Tôi cũng không phải quá mạnh đâu. Bọn nó mạnh phết đấy. Thôi đánh từ tốn thôi. Bây giờ giữ tiền 50 tiền roll ở level 7. 6 assassin đã. Thằng Eco chơi gót đỏ bây giờ đang có cái chuỗi thua cộng 9 rồi kìa. Càng đấy. Tí nữa là thằng đấy là nó sẽ khả năng là nó sẽ lật kèo. Tên này lại quen nhở. Vãi đái thật. Crowheel à? Crowheel à? Crowheel này nghe tên quen đấy nhở. Không biết gặp bao giờ chưa. Tên quen thật đấy. Nhưng mà chắc là cũng không quen. Bởi vì là nếu mà quen thì chắc là người ta cũng trả tôi. Chắc không quen đâu. Mà cũng có thể là quen và cũng không chào. Thì nó cũng sẽ có trường hợp đấy xảy ra. Tí nữa tôi bị đấm thì mới chào. Rồi. Ây à, thằng bây giờ bọn nó khỏe phết đấy anh em ạ. Nhìn trông mấy cái thằng top 2 xả tiền mạnh ấy nhở. Căng ấy nhở. Xả tiền giữ chuỗi à. Thực ra là cái thằng top 2 này bây giờ nó đang giống như là nó đang form cái đội hình insect ấy, kết hợp với mèo ấy anh em ạ. Trông to lắm. Đấy. Đẩy nhiều máu luôn đấy nhá. Bây giờ kẹp 4 đỏ vào rồi. Tôi không biết là tôi có ăn nổi thằng này không. Mà ăn được con heo rồi. Con heo đằng sau chết rồi chắc là ăn được. Thế thì cậu quá đen rồi bạn ơi. Thôi xong rồi. Xuống hố rồi. Quả này xả tiền nhưng mà bị tôi đấm quả này thôi. Gặp tôi ngay ra 14. Quá đen. Quá đen. Mất chuối. Mất chuối mà cũng không có tiền. Hết tiền rồi. Cái bộ đấy là không lên up cái con mèo lên 2 sao sớm anh em ạ. Giữ hai con mèo thì là ngon, vẫn ngon, vẫn ngon lành luôn. Sai lầm là up cái con mèo lên 2 sao, thiếu đam. Không có đam anh em ạ. Bộ đấy là gây đam vào con mèo mà. Không có mèo, hai con mèo thì không có đam ở trong cái bộ đấy đâu. Cái bộ đấy là nếu mà có hai con mèo 1 sao thì cho vào, hoặc là một con mèo 2 sao và hai con mèo 1 sao. Đấy, tức là không cần phải là hai con mèo 2 sao. Không phải hai con mà chỉ cần là một con mèo 2 sao và hai con mèo 1 sao thì cũng chơi được. Đấy, chứ còn nếu mà chỉ có 3 con để up lên 2 sao ấy thì tốt nhất là đừng có lên chơi. Đấy, tức là ít nhất là phải có 5 con mèo ra thì mới chơi được kiểu đấy. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta ở level 7 chúng ta roll thôi anh em nhé. Giữ 50 đô ở level 7 roll thôi. One step away from completing my revenge. Rồi, rồi nó. Kiếm ốc 3 anh em ạ. Chúng ta roll kiếm co 3 sao cũng như là form đủ bộ assassin đã rồi tính. Tạm thời là vẫn sẽ phải là 4 bit đã. Bao giờ có 6 assassin để thay vào sau. Rồi. Món đồ này thì từ từ đã, chưa cần lấy đâu, chốt sau đi. Thực ra từ bây giờ cái tầm này nhá, chúng ta có thể giữ máu đến ngon đến round 20 luôn, không vấn đề gì hết với cái đội hình này. Hoặc là đủ 6 assassin kẹp với cả beat, kẹp với cả beat nếu mà ra cả con cáo thì kẹp beat được. Ồ, xanh thế bạn ơi. Trông to đấy. Trông to đấy, trông to đấy. Nhưng mà con ốc của tôi nó còn gây đam được. Vẫn có thể đánh được. Đấy, khỏe không anh em? Khỏe đấy chứ, thằng này to lắm. Vẫn ăn được đấy. Đó.
Đây rồi. Đây đủ bộ rồi anh em ơi. Đây nha, bây giờ tôi bán bớt mấy cái con bit đi đây. Đủ 6 assassin rồi thì chơi 6 assassin thôi. 6 assassin mạnh hơn anh em ạ. Đây rồi. Ủa. Unicorn 3 sao thay cho gấu. Gấu phải lên 2 sao thì mới cho vào thay nha anh em nhé. Con này 3 sao mạnh hơn. Unicorn 3 sao mạnh hơn. Ok. Chuyện này có cả beat này. Sáu beat đang đánh chuỗi thua. Không có vấn đề gì hết. Bộ này của tôi không sợ beat. Ok Ron ơi. Đây rồi. Được đấy. Ba con ốc nữa thôi anh em ơi. Chỉ cần 3 con ốc nữa. Trong lúc mà kiếm ốc 3 sao thì chúng ta kiếm thêm 2 con thị vệ và con sao breaker lên 3 sao luôn. Anh em nhá. Bộ này cứ full 3 sao mà chơi ở level 7 thôi. Đánh ở level 7 khỏe lắm. Chơi ở level 7 không thành vấn đề đâu. Bộ này rất mạnh luôn. Lên 8, lên 9, đã lên là lên 9 luôn chứ không chơi ở 8. 8 thì thực ra nó sẽ không có cái sự khác biệt sức mạnh. Đấy mà lên 9 cái kẹp 4 bit vào. 4 bit kết hợp với cả 6 assassin ở level 9. Assassin tối thượng. Đánh bằng ốc nha anh em nhá. Khỏe lắm anh em ạ. đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Được quá nhờ. Lại đang có chuối rồi này anh em này. Khỏe thật sự luôn đấy. Khỏe thật sự. Lại đang có chuối rồi, lại ngon rồi anh em ơi. Và bây giờ hy vọng là ra được cái con gấu lên 2 sao sớm. Đấy. Bây giờ cứ full 2 sao đã. Full 2 sao đã. Ốc với các thứ thì lên dần dần. Trước round 25 là được. Trước round 25, sau round 25 thì hơi muộn. Nếu mà đánh giữ ở level 7. Đây này, cũng có thằng chơi assassin giống tôi không này. Quái thái. Thằng này cũng assassin giống tôi này. Nhưng mà nó up 8 rồi, nó up 8 rồi. Chắc là assassin đẩy cấp. Assassin đẩy cấp rồi. Assassin đẩy lên cấp 8, cấp 9 rồi kẹp Kira. Kẹp với cả cọc các thứ vào ở level 9. Không sao. Chúng ta chơi vẫn đúng sách giáo khoa nha anh em nhá. Đúng sách giáo khoa chơi ở level 7 thôi. Roll core lên 3 sao đã. Kệ các cái đối thủ lên 9 sớm. Thực ra trận đấu này anh em cũng có thể thấy là có những cái người người ta lên 9 nhưng mà cũng có những cái người ta giữ tiền ở level thấp người ta roll. Đấy. Cũng tùy đấy, để xem là hyper roll ở level thấp hay là up cấp lên level cao thì ngon hơn. Chúng ta test luôn ở trong trận đấu này luôn. Đồ ngon đấy nhờ. Thêm được một cái gậy gai này. Ủa xét hay gậy gai đây? Gậy gai ngon hơn. Gậy gai chắc chắn là ngon hơn rồi. Luôn rồi. Đây rồi. Một con nữa thôi anh em ơi. Ui trời ơi anh em ơi. Đây rồi. Hay quá. Được rồi. Rồi bình tĩnh. Không. Không khô màu anh em nhá. 50 tiền roll. Rồi, chốt đồ đã, 12 giây. Gậy gai. Chốt đồ đã anh em ạ, đánh với Goblin, lết game. Đánh với Goblin thì lấy gậy gai, còn đánh với cả Beat, lết game thì lấy cái chém lan. Thằng này hình như là bây giờ nó lại chuyển sang là chơi co là con Berserker à? Cũng vãi đài đấy, mạnh phết nhở. Nhưng mà ốc 3 sao rồi anh em ơi, ốc 3 sao rồi. Căng đấy nhở, căng đấy bạn ơi. Ghê đấy. Cắt chuỗi của tôi luôn. Bánh hay đấy. Và nó cũng chơi, nó cũng kết hợp, nó cũng khéo phết đấy. Đấy,
thấy Berserker ra nhiều cái chơi Berserker kẹp mèo luôn, kẹp cả đỏ luôn. Tí nữa chắc là kẹp Kira vào, tôi thấy mua cả Velom các thứ vào rồi. Tí nữa kẹp Kira vào thì nó cũng khỏe, chơi Glacier Kira. Đây là cái thằng Grohel sang nó soi tôi này. Anh em thấy không? Đấy, mẹ up lên 9 rồi, còn thằng này tên quen lắm. Mà anh khổ đấy. Cứ bình tĩnh. Ui mày quá, kiểu không kịp bắn trưởng anh em ạ. Mẹ vãi đái thật. Thế là con Shutdown Evil không kịp bắn trưởng không thì cũng toang mẹ rồi. Hay quá. Mặc dù là ốc lên được 3 rồi nhưng mà tôi vẫn muốn là roll ở cái level thấp thôi anh em nhá. Kiếm thêm mấy cái con lên 3 sao đã anh em ạ. Kiếm thêm đã. Rồi để tôi chốt cái món đồ BKB hay là giáp thép đây. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái giáp thép. Lấy giáp thép đi. Cái thằng Crow for hell nhá. Mất dậy thật đấy. Mẹ sang soi bài để counter anh em ạ. Bài đấy thật mà tôi làm gì có chuỗi gì đâu. Thế như này. Tôi bảo rồi. Tôi vừa lấy tôi thấy là cái tên nó rất là quen, anh em hiểu không? Thằng này là vớ vẩn, là không phải là ở đâu. Thằng này không phải là người quen theo cái kiểu dạng là fan đâu. Đấy, mà đây là nó là người theo kiểu người quen ở kiểu là suốt ngày vào counter đây. Suốt ngày gặp tôi là muốn là đấm tôi thì tôi đây. Biết rồi, thế là biết rồi. Nhìn là biết nhau ngay anh em ạ. Sang counter, sang ngó bài, soi bài counter đây. Nguy hiểm thật đấy. Thế là bây giờ là bị săn à? Được săn đón à? Cũng chưa biết được là ai săn ai đâu. Có khi lại kẻ đi săn lại là trở thành là con mồi đấy. Ghê gớm thật đấy. Mà trong khi nó đang có chuôi nhá, nó đang có chuôi cộng 7 ạ. Mà nó còn định sang nó đấm tôi. Vãi đái thật. Ghê gớm thật. Ảo thật. Đùa thế. Thôi, tha mạng. Cẩn thận nhá. Nói chung là cứ giây cuối cùng lèm con ốc sang đây. Vẫn chưa gặp. Càng đấy, còn cái bộ Exorcist nữa này. Ơ, vẫn ăn được này. Hay. Rồng 2 sao, ơ không ăn được. Ăn được không? Ui, vẫn ăn được cơ à. Càng đấy. Exorcist rồng 2 sao rồi, cũng ăn được. Được. Rồi. Từ từ anh em ơi. Vẫn ở 7 roll thôi. Ở 7 roll thôi anh em ạ. Chưa. Tôi là cứ phải full 3 sao tôi mới up cấp. Đấy. Đánh cứ 7 luôn. Sợ gì đâu, ngại gì đâu. Máu còn rất nhiều. Còn 90 máu cơ mà. Ngại gì, bố con thằng nào. 90 máu này thoải mái luôn đến round 35. Tôi nói thật với anh em, 35 cũng chưa chết được. 10 round nữa đưa hết bọn này lên 3 sao thì chấp hết tất cả luôn, các thể loại luôn. Tôi đã nói rồi, khi mà lên được cái bộ Assassin tối thượng thì không có một cái line up nào mà có thể ăn được đâu. Đấy. Cái tập đấy nó khỏe quá rồi. Full 3 sao cơ mà. Mỗi con một hit là chết. Mỗi con nó đấm một phát là chết. Sau đấy là lúc đấy up lên dần lên 10. 10 con đánh một con. Thôi được rồi, hôm tiếp đi. Ta sẽ roll full 3 sao nha anh em nhé. Một con nữa. Sao Breaker. Rồi hay quá. Được. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Chưa có cái gì mà phải vội cả. Đây cướp điên. Rồi. Tạm thời thì cái món đồ này chưa ghép vội. Đấy. Con mẹ cái thằng Grow Hell lên 10 kìa. Vãi đài chưa. Up dần lên 10. Hết tiền lên 10. Ở round 26 lên 10 là có vẻ như là rất căng đấy nhá. Càng đấy, càng đấy, càng đấy bạn ơi, càng đấy, càng đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Gặp đây, gặp đây, gặp đây, gặp đây, gặp đây, ăn hộ. À, gót đỏ lên 10 à? Gót đỏ rồng mập lên 10 ăn tôi thì. Ừ, hình như là nó ăn được đấy. Có vẻ như là nó sẽ ăn được. Ăn được không? Ui, nó ăn được anh em ạ. Nó nhổ vào con ốc rồi.
Nó nhổ một con ốc. Ơ, có ăn được không? Có ăn được thật không? Ui giời, cắt chuỗi luôn. Ơ, nhưng mà đây nó là cái bóng anh em ạ. Cắt chuỗi hai lần. Ờ, một cái lần nữa sang đây. Một lần nữa sang đây bạn ơi. Ui giời, bây giờ tôi lên được cái con này lên 3 sao nữa. Tiếp tục roll. Không, tôi sẽ tiếp tục roll nha anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục roll để tôi kiếm lốt cái con sắt đao. Con gấu nữa cũng chưa lên được 2 sao đây này. Roll tiếp anh em ơi, không vội. Rồi. Bây giờ ngồi đây chờ con cái thằng Crow Hell nó sang một lần nữa thôi anh em ạ. Cắt chuỗi nó một lần nữa anh em nhá. Cắt chuỗi nó một lần nữa. Đấy. Ui, thằng nào sang soi đấy. Vãi đái thật, sao trận này nhiều người săn đón thế nhở? Nhiều người săn đón thế nhở? Tôi làm gì có chuỗi trước thì đâu mà sao đéo hiểu sao cứ sang soi ạ. Đùa thề. Gặp game khó thật đấy, khó thật sự đấy. Thật là như thế luôn ạ. Ui rồi nó nhổ con ốc kìa. Đèn thế nhở. Khạc phát đầu tiên trúng luôn vào con ốc ạ. Thề. Thế lại không cắt được chuỗi à? Vãi đái thật. Nó đánh ở level 10 gót đỏ anh em ạ. Gót đỏ sống mập ở level 10. Tôi bây giờ tôi mới đang ở level 7 thôi. Đấy. Tức là tôi chưa full bộ. Thôi được rồi, không sao. Cứ roll ở level 7 đi. Rồi, gấu lên được 2 đã này. Từ đá gấu vào thay cho unicorn. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ rôn anh em ạ. Chưa, sẽ rôn được full 3 sao đã. Full 3 sao đã. Gấu cũng sẽ phải lên 3 sao. Đấy. Bộ cạp lên 3 sao. Sắt đao killer lên 3 sao. Đánh ở level 7 đó. Chả cần lên 10. Không cần lên 10 đâu. Đánh level 7 luôn. Ui, thằng Goblin này cũng xanh lắm nhá. Cá lông 2 sao rồi này. Ui, thôi chết rồi. Căng thế nhở. Nó cũng level 10 đấy. Bom cá lông đát split. Ui, thế là có tinh hoa. Ờ, không, 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 không có tinh hoa. Không có tinh hoa. Ui, giời ơi. Anh em thấy cái gì chưa? Căng chưa? Tôi ăn được cái thằng Goblin luôn. Quá căng. Rồi, roll tiếp thôi. Sát đao, cái này cho sát đao. Quả trứng này cho sát đao thôi. Ok. Rồi. Tôi vẫn sẽ giữ ở level 7 nha anh em nhá. Cứ từ tốn. Cái bộ này này full 3 sao nó mới mạnh anh em ạ. Cái bộ Assassin ấy mà tối thượng là nó phải là full 3 sao ở level 7. Sau đó là làm gì thì làm. Bởi vì chúng ta chơi là chúng ta không chơi bằng con gấu Assassin. Đấy, mà lên 9 thì chơi đẩy cấp ấy thì cái bọn Assassin nó chỉ full 2 sao thôi thì nó không mạnh đâu. Chơi cứ chơi đúng như là sách giáo khoa, chơi cái bộ tối thượng này của tôi thì chắc chắn là nó sẽ ăn được những cái thằng còn lại. Yên tâm. Cái thằng gót đỏ bây giờ nó up 10 thì cái khả năng lên được cái con rồng mập 3 sao nó khó lắm anh em ạ. Đấy là nó chỉ chơi đấy, bây giờ tôi nhìn thấy là cái thằng đấy nó mất chuỗi rồi kìa. Không để ý mất chuỗi từ đời nào rồi kìa. Đấy. Đây là cũng chưa biết được đâu, chưa biết được ai ăn ai đâu. Cứ sang soi đi. Cứ sang soi counter đi bạn ơi. Vớ vẩn này, cứ counter vào tôi xong rồi bị thằng khác nó đấm cho. Đấy cái thằng này, cái thằng này sang soi xong bị thằng khác nó đấm bay màu top 6 ở kia. Em thấy không? Trò chơi là của 8 người nó cứ đi counter vào một người ạ. Nếu hiểu kiểu gì luôn ạ. Bây giờ ngồi bây giờ đóng cọc hay là hai cái thằng đấy nó chơi với nhau nhỉ? Một thằng sang soi tôi nhỉ? Bây giờ hết game rồi ngồi đóng cọc bên này đúng không? Cắm cọc bên này luôn đúng không? Vãi đái thật đấy. Bây giờ cái thằng này nó sang nó cắm cọc bên nhà tôi để nó soi cho thằng đồng đội. Có phải thế không nhỉ? Tôi cũng không rõ. Vãi đái thật sự. Nhưng mà ăn đâu có dễ thế đâu. Không dễ thế đâu bạn ơi. Kể cả bạn sang soi. Tôi đâu có ngu đến mức mà tôi để cho bọn nó sang soi để counter tôi. Xếp bài ăn tôi đâu. Không dễ thế anh em. Rồi rồi, lô tiếp nha anh em nhá. Chơi ở 7 thôi. Quyết tâm chơi ở 7 luôn. 7 con rồi nó sẽ ăn được 10 con. Đó, cái câu chuyện nó quá bình thường nếu mà tôi đủ bộ full 3 sao. Cho những anh em nào chưa biết thì đây nó là cái bộ Assassin tối thượng
bí kí của Tuấn Cơm. Đánh chỉ có 7 con thôi nhưng mà sẽ ăn được 10 con đấy. Ok. Đồ này thì cứ từ từ anh em nhá. Tôi có nhiều cái dự định cho những cái món đồ này, nên là tôi chưa ghép vội. Tí nữa để xem nó thế nào đó, cái chiều hướng của nó đồ ra sao thì tôi ghép sau. Rồi. Từ từ thôi, vẫn 7 con anh em. 80 máu kìa. Anh em thấy tôi 80 máu không? Bọn nó sắp chết hết đến nơi rồi, tôi vẫn 80 máu đánh ở level 7. Đấy, tôi ngại gì không? Từ lấy giờ mất chỉ 10 máu thôi. Anh em nhớ từ round 25 không? Là tôi là 8 là 90 máu, bây giờ tôi vẫn 80 máu. Đấy, tôi mất có 10 máu từ round 25 đến round 30. Và tôi nói rồi, tôi còn sống ngon đến round 35 cơ. Cứ bình tĩnh, không có cái vấn đề gì hết. Rồi, luôn tiếp. Cứ bình tĩnh anh em ạ, full 3 sao rồi đấm hết. Từ từ nhá, cái đoạn này phải từ từ. Không khô máu đâu, không khô máu đâu. Những cái con này không phải là những cái con cần phải khô máu. Rồi, từ từ thôi. Từ từ, bình tĩnh. Bán con này đi đã. Từ từ, anh em ạ. Bây giờ chỉ cần full 3 sao, sau đó thì chúng ta up lên 9 luôn. Đấy, up lên 9 kẹp 4 bit vào luôn. Gấu thì cứ từ từ đã, chưa ra gấu thì cũng chưa cần phải là giữ mấy cái con Drui. Anh em cũng có thể thấy là bây giờ là một mình tôi là một phương trời, một mình tôi là một thế giới. Anh em thấy lượng máu của tôi không? Nó khác hẳn với những cái người còn lại luôn. Đấy, đánh ở level 7 luôn, giữ máu rất tốt nhá. Đấy rồi, mày ra đây, mày sang đây. Mày chết chưa, mày chết chưa? Ồ, ôi nhưng mà đây nó là cái bóng. Ủa, thật là như thế luôn. Gặp bóng ạ. Kể ra mà không gặp bóng cái thằng này đi rồi đấy. Cái tội counter. Ok. Rồi, luôn tiếp. Ui xôi ôi, sắt đao kia lên được 3 sao. Hay quá nhở. Thôi, thế thì chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ up cấp lên. Bởi vì cái con co nó lên được 3 sao rồi. Cái con còn lại nó chỉ là con bọ cạp thôi. Thì tí nữa rồi nó cũng tự ra thôi. Up lên rồi kiếm đủ 6 bit. À, 4 bit, 6 assassin. Ở level 9 thôi anh em ạ. Rồi thôi dồn đồ cho sắt đao thôi anh em. Để tạm cái này đã nhá. Mấy cái đồ mà chưa dùng đến ấy, nhét tạm cho sắt đao. Tí nữa nếu mà ốc nó đuối thì chúng ta chuyển. Ok. Ốc bây giờ nó vẫn gánh lắm anh em ơi. Rồi nhìn con ốc này nó vẫn rất uy tín. Ui. Con ốc, nhưng mà con ốc này nó có một cái là nó đuối là nó hơi bị yếu máu ấy. Chính vì thế là nhiều khi là nó gặp mấy cái thằng Exorcist này nó khạc hơi căng. Ui chết hết rồi kìa. Counter đi, counter nữa đi bạn ơi. Ui giời, trò chơi tôi nói rồi, trò chơi 8 người. Cứ thích gì tôi ạ. Cứ thích gì vào một người thôi. Tôi cũng biết là tôi đánh hay. Đấy, tôi nổi tiếng nên là có rất nhiều người là muốn đấm tôi. Để coi như là đấy, nhiều khi là mình là cái thước đo mà. Ăn được tôi là sẽ gáy rất mạnh. Đấy, ăn được tôi sẽ gáy rất mạnh. Tôi biết. Nhưng mà tôi rất tiếc. Đấy. Nhiều khi là họ coi tôi là cái thước đo đấy để đánh giá trình độ anh hiểu không? Là nếu mà ăn được tôi ấy là đánh rất siêu. Đấy. Đấy là chắc chắn là phải cố gắng để làm sao để trong cái trận đấu counter để ăn tôi đầu tiên đã. Đấy nên là làm content nó khó lắm anh em. Làm video clip tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em ấy bình thường anh em leo rank ấy. Đấy mà anh em chơi leo rank, anh em khó 1 thì tôi phải khó 10, tôi phải khẳng định luôn. Khẳng định luôn với điều đấy với anh em luôn. Anh em khó 1 thì tôi khó 10. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi vào trong trận đấu là có rất nhiều thằng là nó muốn đấm tôi. Đấy, rất nhiều thằng là nó muốn là bây giờ vào phát là gặp tôi một phát là chắc chắn là gặp thằng này là phải đấm trước. Đấy, nhìn thấy tôi là biết là đấm rồi. Nhất là những cái rank mà cao ấy là người ta lại càng muốn đấm tôi. Đấy, để thể hiện trình độ. Anh em bảo không? Rank thấp thì anh em gặp thì có khi là anh em chào vui thôi. Nhưng mà những cái rank mà nó tầm khoảng top server ấy. Đấy là rất nhiều người là khi mà gặp mình là muốn đấm mình ngay từ đầu rồi. Đấy, ngay từ những cái giây đầu tiên là chỉ cần là nhìn thấy tôi thôi ở cái tên hiện bảng tên lên là đã xác định là cái đối tượng là cần phải counter. Dã man thực sự luôn. Có tôi thì đấy, tôi thì là cái người mà đứng ở cái ngoài ánh sáng anh em hiểu không? Còn bọn nó là những cái người mà đứng ở trong bóng tối. Tôi đâu có biết được thằng nào nó đang counter tôi đâu. Đấy,
8 thằng thì thằng nào mới là cái thằng là đang định counter tôi? Chính là những cái thằng hay sang soi. Dã man thật sự. Tôi đấy, anh em hiểu là tại sao mà tôi rất dị ứng với những cái thằng mà nó hay sang soi cái bài tôi. Rồi. Rồi tôi sẽ lên 9 thôi. Lên 9 chúng ta sẽ kẹp được 4 bit và bây giờ là mới là tối thượng nha anh em nhá. Vừa nãy là thua cái thằng này là bởi vì chúng ta đang ở đánh ở level 8. Rồi. Yên tâm. Level 9 thì nó khác anh em ạ. Đánh ở level 9 thì nó khác. Mà tôi bây giờ tôi tính là xem có chuyển sang là chơi con ốc không đây. Đấy, Goblin thì bây giờ cũng xanh phết rồi đấy. Bom hài, hai con máy bay 2 sao, hai con ca lông 2 sao. Đây là gọi là mắc binh Goblin rồi chứ còn gì nữa. To vãi đái luôn. Con ốc này thì nó hơi mỏng anh em ạ. Nhiều khi là một combo các thứ này nó chết nhanh quá. Nếu mà yếu quá thì có thể là chúng ta chuyển sang sát đao. Con sát đao nó sẽ đóng vai trò là carry. Ok bạn ơi. Ok, ui rồi chưa kịp chuyển sang sát đao thì chết bố nó rồi. Ui rồi anh em ơi, anh thấy chưa? Anh em nhìn thấy cái bộ này chưa? Đùa, thật là như thế luôn ạ. Goblin, mắc binh toàn là full 2 sao ở level 10. Thế mà vẫn thua được. Anh em biết là sức mạnh của cái bộ này nó mạnh đến cái cỡ như nào. Tôi mới đánh ở level 9 thôi nhá. Đùa, thật là như thế. Quá dã man với cái level tối thượng. Assassin tối thượng của Tuấn Cơm. Dã man thật sự luôn. Tôi cũng phải bó tay luôn đấy. Thật sự rất mạnh luôn ấy. Nó gọi là bí kỹ tối thượng Assassin rồi. Vừa đội hình như nay mà tôi đấm nhau này. Anh em nhìn này. Vãi đái không? Vãi đái luôn. Có Kira nhá. Anh em nên nhớ là cái con ca lông của nó có đồ Kira đấy, chứ không phải là vớ vẩn đâu. Kira Berlin nhá, 3 tia vẫn bị ăn đập như bình thường. Dã man thật sự. Chứng tỏ là cái bộ Assassin bí kí nó quá mạnh anh em ạ. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.